Xin chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Trong video lần này, quý vị thân mến hãy đồng hành cùng chúng tôi tại khu Nam Sài Gòn, khu vực có rất nhiều dự án bất động sản rộng lớn và giàu tiềm năng. Không thể không nhắc đến một đại đô thị hoành tráng và chưa bao giờ là hết sức nóng trên thị trường, chính là dự án Giai Ca Nhà Bè. Công trường được đánh giá là khu đô thị lớn nhất và hiện đại nhất Nhà Bè, với tổng quy mô diện tích lên đến 350 hectare. Tại đây, quy hoạch phát triển nên đa dạng các loại hình sản phẩm bất động sản. Dự án được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, con đường được ví là xương sống của khu Nam Sài Gòn. Điều này đã mang lại rất nhiều lợi thế cho dự án, không chỉ về sự tiện lợi trong việc di chuyển mà còn cả lợi nhuận đầu tư. Với việc sở hữu vị trí mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, trục đường chính Nam Sài Gòn, liên kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng và cảng quốc tế Hiệp Phước, dễ dàng để qua Bình Chánh, quận 4, quận 5, quận 1 và các quận nội thành khác. Dự án Giai Ca Nhà Bè có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện sầm uất, đẳng cấp quốc tế, đồng bộ hóa tối đa với hệ sinh thái đặc biệt. Đây cũng là khu vực được chú trọng với nhiều dự án trọng điểm như đầu tư 9.400 tỷ mở đường nối quận 4, quận 7 với Nhà Bè, cao tốc Bến Lức Long Thành được mở rộng. Số dự án Giai Ca Nhà Bè được dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường 770 căn hộ hạng trung, 13.000 căn hộ cao cấp và 2.600 tòa nhà phức hợp. Về quy hoạch trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì cho đến cuối đường là khu công nghiệp và cảng Hiệp Phước kết nối các dự án bất động sản khu Nam lại với nhau. Trong đó có một dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng giai đoạn 2 với quy mô 95 hectare, khu đô thị Phú Mỹ Hưng giai đoạn 1 với quy mô 409 hectare, cũng là cung đường với lộ rơi 60m, cùng với tuyến metro số 4 nối dài đến phía bắc thành phố. Tuyến đường này đã được quy hoạch trở thành đại lộ Bắc Nam Sài Gòn trong tương lai. Nếu quý anh chị tham gia vào dự án, tất cả các dịch vụ sẵn có như mua sắm, ẩm thực, nhà ở, trường học, bệnh viện sẽ đều nằm trong khu vực dự án. Không cần thiết phải di chuyển quá xa mới có thể tìm được những dịch vụ từ cơ bản cho đến nâng cao đều ở trong nội đô thị này. Nó rất thuận tiện và cập nhật mới liên tục cho dự án. Và việc bạn tìm kiếm một khoản đầu tư để bán lại hoặc cho thuê với người Hàn Quốc sống tại Việt Nam. Vì dự án là của nhà đầu tư Hàn Quốc nên chúng tôi nghĩ đây sẽ có cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam và những trí thức đang làm việc tại khu vực phía Nam Sài Gòn, giống như nghiên cứu sinh hay các gia đình Hàn Quốc đang muốn sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Dự án khu đô thị Giai Ca Nhà Bè được kiến tạo trở thành một khu đô thị với chất lượng cuộc sống văn minh, hiện đại, nhân văn, lịch sự dành cho toàn bộ quý cư dân. Ngoài việc được chú trọng đến không gian sống trong lành, chất lượng sống tại khu đô thị Giai Ca Nhà Bè luôn được đề cao tính an ninh. Nơi đây được đảm bảo an toàn 24/24, công tác an ninh, bảo vệ, hệ thống camera theo dõi được bố trí phân bổ khắp mọi khu của khu đô thị Giai Ca Nhà Bè. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã bắt đầu tiến hành làm tôn rào bảo vệ bên trong khu đất và vẫn đang làm công tác chuẩn bị thi công. Khu đô thị được chủ đầu tư thiết kế và xây dựng với đa dạng các bất động sản như căn hộ, nhà phố, biệt thự, shop house. Chính vì vậy rất phù hợp với anh chị mình chọn mua để ở cũng như để đầu tư. Và theo quy hoạch của chủ đầu tư, dự án đại đô thị Giai Ca sẽ dành hơn 35 hectare xây dựng các tiện ích công cộng như công trình giáo dục, trung tâm hành chính, trung tâm y tế và thương mại, 39 hectare làm công viên cây xanh, 66 hectare phát triển đường giao thông đô thị và quảng trường. Cùng với đó là nhiều tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng các nhu cầu thư giãn, vui chơi, giải trí, ăn uống và mua sắm hàng ngày của cộng đồng cư dân tương lai. Một số tiện ích có phải kể đến như là công viên cây xanh nội bộ, được thiết kế với không gian xanh thoáng mát, yên tĩnh, khu vực cho các buổi tiệc, tụ họp, ăn uống, khuôn viên tập thể dục thể thao và đường chạy bộ rèn luyện sức khỏe, sân chơi cho trẻ em, cửa hàng tiện lợi Circle K, quán cà phê, quán ăn, bar, spa, đáp ứng nhu cầu về ăn uống, chăm sóc sức khỏe, khu trung tâm thương mại, mua sắm quy tụ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới bên cạnh các mặt hàng cao cấp từ Hàn Quốc. Hệ thống an ninh hiện đại, bảo vệ 24/24, đảm bảo an toàn cũng như sự riêng tư cho cư dân. Siêu đô thị khu Nam Sài Gòn Giai Ca Nhà Bè
được kỳ vọng là một trong những dự án khu đô thị thông minh và hiện đại nhất được đầu tư tại Việt Nam. Dự án được quy hoạch bài bản với nhiều loại hình sản phẩm bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự, đơn lập, biệt thự, song lập. Xe ga Nhà Bè được thừa hưởng đầy đủ những tiện ích công cộng được bao bọc bởi các khu cư dân lân cận với một hệ thống giao thông, xã hội, đồng bộ hiện đại. Sau khi đi vào vận hành, dự án sẽ sánh ngang với Phú Mỹ Hưng tại cửa ngõ phía nam của thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị. Để có thể biết thêm thông tin chi tiết về dự án, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline phía bên dưới. Đội ngũ làm việc chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ tốt nhất cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Chúc quý vị có một ngày mới an lành.